Thưa bạn Phạm, thì ở đời thì cái gì mà mạ vàng, mạ kim cương, nạm kim cương thì cũng sẽ đắt. Nhưng mà một chiếc xe vốn đã là siêu sang rồi lại còn mạ vàng nữa thì chắc chắn là siêu đắt. Vâng, ngày hôm nay tôi sẽ giới thiệu với các bạn một mẫu xe quá nổi tiếng, rất nổi tiếng tại Việt Nam. Trước hết, nổi tiếng về cái biển số, các bạn hãy xem. Quá quen thuộc đúng không ạ? Nhưng điều đặc biệt trên chiếc xe này, các bạn sẽ thấy là các chi tiết được mạ vàng rất là đẹp. Đặc biệt hơn nữa, nó lại mạ tại Việt Nam. Và tôi biết rằng giá xe luôn là một điểm mà các bạn rất quan tâm. Ngay bây giờ tôi sẽ tiết lộ giá của cái mẫu xe này. Đời 2008, đăng ký lần đầu là 2014. Rồi. Cửa mở rất đặc trưng của Rolls-Royce nhá. Đấy. Và bạn Vân sẽ tiết lộ cho các bạn là giá của mẫu xe này là bao nhiêu. Vân ơi, giá mẫu xe này đang được chào là bao nhiêu nhỉ? Chiếc xe này thì Auto 568 đang chào bán với giá 13 tỷ 500. 13 tỷ 500, tức là giá này là, xin thưa với các bạn, là giá yêu thương. Nếu như các bạn đến đây quan tâm đến mẫu xe này thì có thể đọc Bát Anh Hùng gì đấy, Bạn Anh Hùng gì đấy, là yên tâm là giá cực kỳ yêu thương. Còn bây giờ thì tôi sẽ lấy chiếc ô này ra. Đấy, sẽ mời Vân đi ăn cơm hay đi đâu đấy. Mở ô Rolls Royce nó cũng khác. Thôi tặng Vân cái ô. Dạ. Đi ăn trưa cho đỡ nắng. Mạ cũng rất đẹp. Anh em nào có biết được là dùng bao nhiêu vàng để mạ các cái chi tiết như thế này? Chút nữa tôi sẽ giới thiệu một vòng quanh để các bạn xem tất cả những chi tiết được mạ nhá. Đây, biểu tượng của Rolls Royce này. Đấy. Lưới tản nhiệt rất to. Bao nhiêu vàng cho đủ. Rồi. Đây, ngay cả những cái vòng tròn ốp đèn này cũng mạ vàng. Đây. Ôi lại vàng tiếp này. Rồi, vàng. Úi dồi, mâm này. Mâm 21 này, mạ cũng không biết bao nhiêu là vàng nữa. Rồi. Vàng này. Vàng. Tôi không biết là nếu mà cạo được tất cả các cái vàng ở đây ra thì bao nhiêu chỉ, bao nhiêu cây. Anh em nào thạo có thể dự đoán bằng cách comment ngay bên dưới nhá. Đấy. Và trên cánh cửa này cũng vậy, cái tay nắm cửa này cũng rất nhiều vàng. Vàng trên cả ổ khóa. Vàng trên cả bánh sau. Vàng ở cả những cái đèn, ốp đèn. Đấy. Vàng trên cả biển số. Rồi. Quá dư giả. Đối với những khách hàng của những cái dòng xe siêu sang thì có lẽ nó là vô bờ bến về cái việc nghệ thuật cá nhân hóa những chiếc xe. Tôi có nghe một cái câu chuyện về Rolls Royce như thế này. Có một khách hàng, người ta mua một chiếc xe Rolls Royce, người ta muốn, khách hàng muốn có một cái phích đựng nước nóng để ở bên cửa xe. Nhưng Rolls Royce không cho phép điều đấy nếu như không có thử nghiệm. Và cuối cùng họ đã tạo ra hai chiếc xe, một chiếc xe để thử nghiệm và một chiếc xe cho khách hàng. Sau khi thử nghiệm xong thì an toàn thì khách hàng phải trả tí phí hai chiếc xe đấy. Đó là câu chuyện rất thật và cũng rất Rolls Royce. Vậy nên chúng ta đừng hỏi tại sao những khách hàng người ta chi tiền, rất nhiều tiền để mua những chiếc xe 10, 20, 30, 40, 50, 60 tỷ như vậy. Có rất nhiều thứ. Bởi vì tất cả những cái tính cá nhân hóa, ai cũng vậy. Khi bước lên một cái đẳng cấp mới, chúng ta thành công, thành đạt, thì đương nhiên rồi, luôn có muốn có những cái gì đó cho riêng mình. Cũng như các cái bậc vua chúa gì đấy ngày xưa ấy, thì tạc tượng thì bây giờ có thể mua xe khảm khắc những cái gì đấy của mình lên đấy. Đấy, cũng vàng này. Nhiều vàng lắm. Và các bạn cũng sẽ thấy được rằng là những chiếc xe siêu sang nó có thể trở nên siêu đắt nếu như chiếc logo này thay bằng kim cương chẳng hạn. Riêng cái biểu tượng của Rolls Royce này phải dùng 24 khớp nối. Nhìn đơn giản thế thôi, 24 khớp nối. Cùng với đó là các cái vòng bạc. Đấy, để có thể điều khiển lên, xuống. Đấy, thấy không? Tại sao chiếc xe Rolls Royce đắt thưa các bạn? Nó là nằm ở cái công nghệ khung gầm và nghệ thuật cá nhân hóa của khách hàng. Ví dụ đối với những chiếc xe mà có trục cơ sở dài tới hơn 5m8, chiều dài tổng thể tới hơn 6m3, thì nếu như chế tạo bằng những cái vật liệu như những cái mẫu xe thông thường thì có thể nó nặng tới khoảng 4-5 tấn.
4-5 tấn thì ôi thôi, một chiếc xe quá tốn nhiên liệu, quá cồng kềnh, quá nặng và rõ ràng về hiệu suất vận hành nó không cao. Nhưng một chiếc xe với một cái kích thước lớn như vậy, như Phantom như thế này, chỉ có 2 tấn rưỡi thôi các bạn. 2 tấn rưỡi đó được kéo bởi cái động cơ là nạp khí tự nhiên W12 6.75 lít. Ôi. Ở đời này thì tôi xem nào, 453 ngựa và 720 Nm nó có thể tăng tốc theo lý thuyết là từ 0 đến 100 loanh quanh khoảng 6 giây trong một cái điều kiện thử nghiệm. Và các bạn sẽ thấy nhá, mẫu xe này nó sẽ khác những cái mẫu xe kiểu như Bentley. Bentley sẽ có lốp ký hiệu là chữ Y cuối cùng trong cái ký hiệu lốp đây này. Nhưng với Rolls-Royce là thiên về sự êm ái, W là Max Speed là chỉ 270 thôi nhá. Mà có lẽ chẳng ai chở ông chủ chạy với một tốc độ kiểu bàn thờ là 270 cả. Tôi sẽ mở cho các bạn xem một chiếc xe Rolls-Royce đã sử dụng qua nhiều năm, cái động cơ nó như thế nào. Nên nhớ rằng trên Rolls-Royce mọi thứ đều êm, mọi thứ tĩnh nó cũng êm, mọi thứ chuyển động nó cũng êm, bởi vì nó là Rolls-Royce các bạn. Rồi đây nhá, động cơ V12 6.75, nói thật luôn, không nói dối. Trên một mẫu xe Rolls-Royce là có tới 45 kg trung bình nhá, 45 kg sơn, sơn trong vòng 7 ngày với 5 lớp sơn bằng tay. Thực ra hôm nay là mình là chủ xe, đúng là mình phải ngồi ghế sau cơ, nhưng mà thôi, nhân một cái mẫu xe cũng rất là hay thì chia sẻ với các bạn. Biển lại cũng quá đẹp luôn. Cửa thì cửa hít. Rồi. Chiếc vô lăng siêu huyền thoại của Rolls-Royce. Rất cổ điển. Đấy, ba chấu. Vành nhỏ. Nó đối nghịch hoàn toàn với BMW, BMW và vành dày như này này, bao nhiêu năm vẫn không sửa. Đấy. Cần số cũng rất là cổ điển. Gạt kính. Đấy. Thực ra nói về cái sự phối hợp gọi là tân cổ điển thì Rolls-Royce, xin thưa với các bạn, nó là đỉnh cao luôn về chinh phục khách hàng. Còn giá trị của những chiếc xe Rolls-Royce thì ngoài cái việc là êm ái đẳng cấp thì các bạn sẽ thấy rằng tất cả những cái vật liệu cấu thành nên nó, trang bị cho nó đều là những cái hàng đầu thế giới. Ví dụ các bạn nhìn nhé, toàn là ốp gỗ luôn. Các bạn có thấy nhựa ở đâu không? Không thấy nhựa đúng không? Chả thấy nhựa đâu cả, gỗ này. Gỗ này xin thưa với các bạn là gỗ óc chó. Nếu như các bạn đã xem những cái chương trình giới thiệu về những cái căn villa được trang bị gỗ óc chó như thế nào thì xin thưa với các bạn rằng gỗ óc chó trên xe còn đỉnh cao hơn rất rất nhiều, bởi vì nó đã chọn ra những cái vân lớp tốt nhất, chế tác bằng tay trong rất nhiều giờ, nhiều ngày, và để ốp lên một chiếc xe như thế này. Có lẽ nói về Rolls-Royce chúng ta sẽ không phải dành quá nhiều lời khen, bởi vì Rolls-Royce nó là biểu tượng rồi, biểu tượng của sự siêu sang. Khách hàng đến với Rolls-Royce thì cũng rất là đẳng cấp. Tất cả những cái kinh chi tiết này được giấu rất gọn nhá. Đảo ngược lại là cam lùi. Đấy. Cần số cũng rất là cổ điển này, các bạn nhìn thấy rất. Cần số này tôi lại thấy phong cách rất là Mỹ. Bảng chế độ số ở đây ạ. Rồi phải P. Nhìn vậy thôi nhưng mà là cần số điện tử đấy nhá. Cơ điện tử. Tất cả các chi tiết ví dụ như mạ chrome này thì nó cũng là đỉnh cao lên, ngay cả so sánh với những cái chất lượng, cái độ bóng rồi độ tinh xảo trên những chiếc xe như BMW X7 hay là S gì gì đấy thì cũng phải gọi là bằng khó có thể so sánh được với Rolls-Royce. Tất cả các cái vị trí, các cái ngăn đều được làm bằng cơ mềm này, rất khéo luôn. Nói chung là các kỹ sư nhà thiết kế của Rolls-Royce chỉ có ăn và nghĩ ra những cái gì nó gọi là xa xỉ, nó là đẳng cấp. Đấy. Hiểu một cách đơn giản nó là như vậy. Ngay cả đây các bạn sẽ thấy được rằng tất cả cái đây, cốp chữ bấm này. Các cái thế hệ Rolls-Royce đời sau còn là cá nhân hóa kể cái DNA, các cái gen của mình nữa. Ở đây thì các bạn có thể thấy nhá, là các bạn sẽ bấm vào đây này thì cái biểu tượng của Rolls-Royce phía trước kia bây giờ sẽ thụt vào, bật lên. Đấy. Bật cốp vân vân thì cũng ở đây. Thực ra với Rolls-Royce thì nó cũng còn khá nhiều chi tiết mà mình nghĩ rằng mình phải dành rất nhiều thời gian nữa mới hiểu được. Ở đây, cốp dưới, ngăn cốp dưới thì mình bấm vào đây. Thì trên những chiếc xe siêu sang thì ngay cả những cái lớp nỉ ở phía trong ở đâu đấy tất cả đều phải rất sang. Còn thảm xe nhá, thảm lông cừu này. Lông cừu ạ. Ui ôi.
Nhưng chúng ta phải bảo vệ bằng một cái lớp thảm rất Việt Nam để giữ cái thảm lông cừu. Và trên Rolls Royce thì ra mẫu xe này cũng đã qua rất nhiều năm rồi. Nhưng đối với những cái khách hàng sở hữu những chiếc xe siêu sang thì các bạn cũng nên nhớ rằng họ có rất nhiều dòng xe. Thực sự là như vậy. Cho nên đối với những chiếc xe siêu sang thế này cũng được giữ gìn rất là nhiều. Ví dụ như da là da, tôi cũng không biết là làm bằng bao nhiêu con bò nữa, nhưng những bò này là cũng là bò gọi là bò thượng hạng. Chúng ta hay nói đến bò Wagyu trong món ăn, rồi bò Kobe gì gì đấy, thì da làm trên những chiếc xe Rolls Royce này cũng là lại hảo hạng. Có rất nhiều câu chuyện kể về nó. Ví dụ như bò phải sống ở cái độ cao 3 đến 5.000 mét này, không có hàng rào này, rồi không có muỗi này để không làm ảnh hưởng tới cái chất lượng da. Đó. Nhưng bên cạnh những cái nét cổ điển ấy thì các bạn sẽ thấy có những cái nét rất là sang trọng và hiện đại. Ví dụ cái dải đèn này mình nghĩ là đèn LED, cái ánh sáng rất là mềm mại. Tôi có thể mở các cái cửa sổ trời ở đây. Ở đây. Đấy, với cái những nút bấm cũng rất là tinh xảo. Đây. Thực sự quay những chiếc xe này rất là khổ bởi vì sẽ không bao giờ giấu được quay phim hay những người xung quanh, bởi vì chất lượng mạ của các chi tiết nó gọi siêu bóng luôn. Còn ở dưới đây là có thể đóng mở cốp ở đây này. Cũng rất dị. Và các bạn hãy xem nhé, tất cả những cái chi tiết mà tôi đang ngồi đây là bằng tay, bằng handmade, bằng thủ công đấy, mà toàn các nghệ nhân. Trên Rolls Royce thì tôi cũng có được biết cái thông tin là mặc dù cá nhân hóa rất nhiều chi tiết, nhưng ví dụ cái hệ thống loa chẳng hạn, hệ thống loa thì luôn luôn là dùng cái hệ thống 13 loa, xin lỗi 18 loa và công suất 1.300. Cái lý do tại sao? Bởi vì đối với những khách hàng siêu sang như vậy thì cái nghệ thuật thưởng thức âm thanh nó cũng rất là cao. Mà cái độ kín của cái không gian xe hay là việc thay đổi cái hệ thống âm thanh nó cũng ảnh hưởng. Vì vậy thôi, cái hệ thống âm thanh nó là đỉnh cao rồi, tôi làm cho các bạn đỉnh cao nhất, không phải nghĩ nữa. Gạt tàn thuốc lá, xin lỗi, phải gọi là xì gà thì mới đúng. Thuốc lá. Rồi điều khiển ghế ở đây nhá. Đây. Tôi có thể bơm đấy, bơm này. Đấy, bơm nâng người lên này, hạ xuống này. Ui, không biết bao nhiêu hướng. Đây có thể gạt cần. Quá nhiều hướng luôn. Úi giời, đẩy chéo nó cũng nhận. Cái này tôi nghĩ thì tương đối giống cái nút đá pet mà cái anh quay phim của tôi hay chơi. Rồi là nhớ ghế đây ạ. Đấy. Hình cái ghế luôn. Xin thưa các bạn, 208. Rồi sưởi ghế ở đây. Học đồ. Đấy, học đồ. Nói chung là học đồ nó cũng đẹp. Thực ra đối với một chiếc xe như thế này, các bạn cũng rất hình dung khi mà các bạn vào một ngôi nhà, nếu như tất cả nó là gỗ xịn, nó là da xịn, thì xin thưa với các bạn, nó rất thơm. Mà đặc biệt với chị em, với những quý bà, với những hoa gì đấy, thì mùi là rất quan trọng nha các bạn. Thực ra tôi rất hy vọng là trong lần gặp lần sau thì tôi bước vào sẽ có một người đàn ông đeo găng tay trắng, mặc com lê đen thì nó mở cửa cho tôi. Thì đấy, chắc chắn là tôi sẽ còn gặp các bạn trong rất nhiều chương trình đối với những chiếc xe siêu sang. À đấy, đối với xe siêu sang thì tôi phải bấm vào đây. Đấy, rất Rolls Royce. Im thiết, mát lạnh. Nói đùa, 208 mà đã như thế này rồi thì gọi là quá tuyệt vời luôn. Ôi giời, gương này. Hôm nay thời tiết hơi nóng, trang điểm lại tí. Rồi. Ghế da xịn sò. Đối với những chiếc xe Rolls Royce thì với cái trục cơ sở nó tới 5m8 thì xin thưa với các bạn, tôi sẽ không phải đo những cái khoảng rưỡi chân cả. Bởi vì xe dành cho ông chủ mà, ta sẽ phải quan tâm đến những cái vấn đề những cái chất liệu, vật liệu. Đấy. Bàn làm việc. Rồi. Đời cao bây giờ thì chắc chắn là sẽ điều khiển bằng điện hết rồi, nhưng mà ngày xưa các bạn sẽ thấy này, những cái chi tiết nhá. Trời ơi, Rolls Royce. Thực ra vẻ đẹp của Rolls Royce phải nói với các bạn là phải trường tồn với thời gian. Nếu như tôi mua cái mẫu xe này mà tôi giữ được khoảng 100 năm cho đời con, có khi đến lúc đấy lại vài triệu thì sao? Chẳng ai biết được. Nhưng các bạn sẽ nhìn thấy là gỗ đẹp lắm. Gỗ này mà bóc ra mà về nhà mà làm cái gì đấy cho mình thì cũng đẹp luôn. Da đẹp. Rồi các bạn thấy tư thế khi ngồi vào chiếc ghế này như thế nào? Nó rất khác những chiếc ghế trên tất cả những cái xe còn lại.
kể cả so với Maybach luôn. Chất liệu thì mình không nói đến bởi vì chất liệu Rolls Royce không phải nghĩ nữa, nhưng mà cái cách thiết kế ghế nó cái bờ vai. Các bạn hình dung những chiếc sofa hàng đỉnh, hàng khủng thì nó là đây ạ. Đây cái hình ôm người. Cái thiết kế rất là ôm, nó ôm ra tít thành cửa như thế này. Nó cũng là rất khác. Và sau khi tìm hiểu cái mẫu xe này thì thực sự là mình phải nói là đối với Rolls Royce nó là nghệ thuật ẩn giấu nữa. Ví dụ tất cả những cái thiết kế họ ẩn giấu rất là khéo. Đây. Đấy, mở ra. Rồi, đây là cái nút điều khiển màn hình. Xoay, 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 chạm, nhấm. Từ rất lâu rồi. 11 năm rồi, hơn 11 năm rồi mà đã là như thế này. FM điều khiển ở đây. Còn những cái điểm đặc trưng trên về văn hóa, về giá trị truyền thống của Rolls Royce thì có bao nhiêu điểm thì anh em có thể chia sẻ bằng cách comment ngay bên dưới video nhé. Còn với một mẫu xe mà 11 tuổi đời mà vẫn đẹp long lanh như thế này thì có lẽ là quá tuyệt vời. Tiếp theo tới cái nghệ thuật ẩn giấu. Các bạn sẽ thấy được đây, tôi có thể cắm tai nghe ở đây, sấy sưởi ghế ở đây. Và cái gì đây ạ? À, khay để nước. Khay để nước cũng đẹp như thế này thì đúng là Rolls Royce. Đây, tôi có thể mở cái này ra để các bạn xem là cái gì đây. DVD đây. À, đây đầu đĩa DVD. Đấy, giấu rất là khéo luôn. 10 năm nhá, thưa các bạn, hơn 10 năm này, chi tiết cơ này, tạch. Và mở ra này, tạch. Chi tiết mạ bằng đồng. À, cái này bằng đồng nguyên khối đấy chứ. Đấy. Đẳng cấp mà, đẳng cấp của những chiếc xe siêu sang là ở vật liệu và cái nghệ thuật chế tác của nó. Nhưng chắc chắn rồi, chạy một mẫu Rolls Royce như thế nào, lái một mẫu Rolls Royce như thế nào, ngồi hàng ghế sau có cảm nhận như thế nào thì ngay bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục. Kính hai lớp từ 2008 nhé, mà xin thưa các bạn, giữa hai lớp chắc chắn là sẽ phải bơm những cái lớp khí trơ. Đấy, trong công nghệ chế tác kính thì các bạn sẽ phải tìm hiểu. Bây giờ thì mình sẽ lái một chiếc Rolls Royce lần đầu tiên, cầm lái Rolls Royce hơi hồi hộp một chút, gương bé tí. Xe thì rất dài và rất to. Thực ra lái những chiếc xe Rolls Royce như thế này thì sẽ phải có những cái bước đào tạo. Đối với một hãng xe như Rolls Royce chắc chắn là sẽ phải có những cái bước đào tạo. Ôi, đang phải quay đầu. Chiếc xe rất nhẹ nhàng. Đấy. Nhìn vậy thôi nhưng mà vòng lái nó cũng rất là nhanh. Ôi, êm. Quá êm. Rồi, cỗ máy nạp khí tự nhiên 6.75, hộp số 8 cấp. Úi giời. Nói chân thành một câu thưa các bạn, khi mà cầm lái cái mẫu xe này, mặc dù đi trong phố thôi nhá, thì những cái mẫu xe hiện đại nhất ngày nay còn không lại được về cái độ êm. Thực sự là vậy. Có lẽ nếu mà để chính xác thì tôi phải lái rất rất nhiều km, nhưng mà cái cảm nhận, tôi tự tin vào cái cảm nhận của tôi. Chuyển số rất êm. Trên những cái mẫu xe sang chưa nói, mẫu xe siêu sang nữa, thì 8 cấp nói thật ra nếu như mà so với những chiếc xe mà hạng bình dân thì xin thưa với các bạn, có 15 cấp thì cũng chẳng lại được đâu. Bởi vì nó khác về hai cái yếu tố giá trị cốt lõi. Thứ nhất là vật liệu chế tạo, cái thứ hai là công nghệ điều khiển, công nghệ lập trình điều khiển ra nó. Cái thứ ba là phối hợp trên tổng thể một chiếc xe. Đấy. Đúng là với Rolls Royce thì đấy là độ êm, nó là đỉnh cao luôn. Rồi. Đấy, đi xe sang Rolls Royce vẫn là các xe khác tự nhường đường thôi. Bởi vì ai cũng hiểu rằng va chạm với mẫu xe này thì cũng nhiều thứ, nhiều điều phải nghĩ. Đấy. Đối với những chiếc xe to thì thông thường chúng ta sẽ bị giới hạn bởi các cái điểm mù. Nhưng với Rolls Royce các bạn sẽ thấy rằng là những cái cột chữ A này, rồi các cái vùng quan sát như này rất ok luôn. Ngay cả cái việc mà đây, tôi sẽ quay đầu ngay như thế này các bạn xem. Cái bán kính quay đầu nó cũng rất là hợp lý. Wow. Đấy, cua một phát, ăn luôn. Rồi. Vành mạ vàng cho nên là rất cẩn thận, bởi vì nếu không mà chạm vào vỉa hè rồi gì gì đấy là cũng hơi mệt. Thôi, những cái cảm nhận rất nhanh thôi. Còn để đánh giá sâu về một chiếc Rolls Royce, có lẽ tôi cần quá nhiều điều kiện với các đường thử. Nói bao nhiêu cũng chỉ thành chém gió thôi. Bây giờ tôi muốn làm ông chủ, tôi sẽ ngồi ở hàng ghế sau. Đấy, thực sự là ngồi hàng ghế sau nó sướng hơn nhiều. Đấy nhá, tôi sẽ có một cái minh chứng về độ êm. Tôi sẽ đặt cái kính của tôi lên đây, trên một cái mặt gỗ rất là trơn. Đấy, và xe di chuyển với tốc độ trong phố.
Đấy, vẫn qua những ổ gà nhưng các bạn nhìn thấy không? Cái dao động của nó rất là thấp. Thì độ êm với cái Rolls-Royce này, Bảo Duy bên tôi cũng đã có một cái thử nghiệm khi đặt đề nổ thử một chiếc động cơ của Rolls-Royce. Và tôi tin rằng nếu như bạn hay bất kỳ ai có cơ hội ngồi trên những chiếc xe Rolls-Royce, đừng có nghĩ nó là 11 tuổi mà nó không êm hay nó như thế này, mọi thứ nó còn vẫn quá chắc chắn. Và tất nhiên rồi, ngồi thế này nó phải đẳng cấp. Tất nhiên là tôi này trong cái trang phục nó chưa phải phù hợp lắm, nhưng mà với một chủ xe thì quan trọng là ví nó dày đạn là chủ yếu, đúng không ạ? Còn nếu như bạn nào mà quan tâm tới cái mẫu xe này nhá, thì các bạn có thể tới Auto 568 420 Lạc Long Quân, đọc Pat Anh Hùng, Pat bạn Anh Hùng hay gì đấy ấy, là đẹp ngay. Đặc biệt là nhớ gặp lại cái bạn nữ lúc nãy ngồi trong xe ấy, thì có khi lại còn giá lại còn đẹp nữa, hoặc cũng ngược lại có thể bị chém bay đầu, ví dụ vậy. Cho nên các bạn mỗi khi yêu xe, quan tâm xe, muốn sở hữu xe thì nên xem xét một cách cẩn thận. Nhưng tôi tin rằng đây là một cái địa chỉ cũng rất là uy tín. Các bạn có thể tìm thấy rất nhiều thông tin trên mạng, và chắc chắn rồi, những người bán hàng là luôn rất là có tâm. Còn bây giờ nếu như anh em xem video ngắm xe đầy đủ rồi, có thể subscribe và rung chuông giúp mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.